Thưa quý vị, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết sau khi được ban hành để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự phát huy hiệu quả đi vào cuộc sống. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức vào sáng nay 19 tháng 4. Chủ tọa kỳ họp ngoài ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, còn có ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Minh Thông và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp. Tại kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng thuộc lĩnh vực đầu tư công và đất đai gồm Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn ngân sách tỉnh. Nghị quyết về danh mục thu hồi đất bổ sung để thực hiện các dự án trong năm 2024. Nghị quyết về danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, bổ sung để thực hiện các dự án trong năm 2024. Và nghị quyết hủy bỏ nghị quyết số 29 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016-2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 280.000m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Một trong những nghị quyết quan trọng được thông qua lần này là nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung để thực hiện các dự án trong năm 2024. Theo nghị quyết năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển 27,23 hectare đất rừng phòng hộ và 16,64 hectare đất rừng đặc dụng để thực hiện 3 dự án. Dự án đường Long Sơn Cái Mép đi qua thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ. Dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối với tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến và dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu Sông Ray đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, huyện Xuyên Mộc. Với việc thông qua nghị quyết này cộng với nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thực hiện toàn bộ các dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Vũng Tàu Bình Thuận DT994. Đây là tuyến giao thông kết nối trọng điểm, hình thành trục động lực du lịch, đô thị, dịch vụ của tỉnh. Trong số 5 dự án đủ điều kiện để bố trí vốn thực hiện đầu tư trong năm 2024 theo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn ngân sách tỉnh được thông qua tại kỳ họp, dự án công viên tượng đài, nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được người dân quan tâm nhiều nhất, bởi dự án sau khi hoàn thành sẽ là địa điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách gần xa thăm viếng. Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương, chủ đầu tư cần quan tâm, thúc đẩy triển khai thực hiện, phấn đấu đưa vào khai thác toàn tuyến DT994 trong quý 1 năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi khâu đột phá về xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7. Với dự án công viên tượng đài, nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, các sở ngành liên quan khẩn trương tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2025. Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của địa phương nhận được khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Qua hội đồng, chúng tôi mong muốn chúng ta cùng nhất trí và chúng ta quyết tâm để làm sao cái đồng vốn ngân sách bỏ ra, dù của tư nhân, của xã hội, của người dân hay của ngân sách của tỉnh, của trung ương, thì đều hướng đến cái việc làm sao cái dự án chúng ta tránh kéo dài, lãng phí và làm sao đồng vốn bỏ ra sớm đưa vào để tạo ra những tác động tích cực cho nền kinh tế và cho chung của chúng ta. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp các ngành tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư,
thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm, kích cầu tiêu dùng, khuyến khích mua sắm, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phân bổ hết 2.294 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, còn lại trước tháng 6 năm 2024. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định. Tập trung hoàn thành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6 năm 2024 theo đúng yêu cầu, hoàn thành các quy trình thủ tục để thực hiện việc cải cách chính sách tiền lương mới trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo đúng lộ trình quy định.